Vâng, xin chào các bạn nhé. Vâng, hôm nay hệ thống đồng hồ giờ bắt chúng tôi lại về được một số mẫu đồng hồ, gồm có là của Edifit này, đấy, và của G-Shock này. Đấy, G-Shock đây các bạn này. Đấy, mẫu mới có, mẫu cũ có, rất là đẹp luôn. Giờ thì tôi sẽ quay xương xương cho các bạn xem có yêu được mẫu nào không nhá. Vâng, đây rất là đẹp. Vâng, còn đây là hệ thống gian hàng của chúng tôi này. Vâng, đồng hồ đây tại trung tâm thương mại Mipec Long Biên các bạn nhá. Vâng, vừa hàng vừa mới về cho nên là tôi cũng bày tạm lên trên bàn kính này. Đấy, trên tủ kính này để quay cho các bạn xem. Đấy, trước mắt quý vị và các bạn là một mẫu đồng hồ của Edifit, mẫu này mới ra, cực kỳ đẹp, dây cao su các bạn nhé. Vâng, rất là yêu luôn. Đây là phiên bản cực kỳ mới của Edifit, có giá là 5.011.000, gọi là mẫu số 1 đi. Vâng, mẫu này về được hai em à. Đây, có hai em giống hệt nhau các bạn nhé, cực kỳ đẹp luôn. Ánh sáng đây nó hơi tối các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Vâng, sang cái mẫu thứ hai này các bạn nhìn này, đây là một mẫu rất là yêu luôn. Mẫu này ECB 10D này, 2ADF này, 5.182.000. Đây, một mẫu một có màu mặt xanh xanh navy các bạn nhé, cực kỳ đẹp luôn. Đây, bạn nhìn này, nét nét luôn, dây thép không gì ra 16L, có Bluetooth các bạn nhé. Mẫu này là kết nối điện thoại, cực kỳ hay luôn. Đấy, mẫu này có Bluetooth, kết nối điện thoại, viền benzen để chém cạnh, cực kỳ khỏe khoắn, cực kỳ chất luôn. Đấy, mẫu này có Bluetooth nhé. Đấy. Đấy, mẫu này và mẫu này nó đều là giống nhau thôi, nhưng nó khác nhau về cái chất liệu dây. Và mẫu này cũng về được hai em các bạn ạ, cực kỳ đẹp luôn. Vâng, cùng mẫu như thế nhưng mà lại phiên bản là mặt màu đen các bạn ạ. Đấy, tròn nhỏ, vòng tròn nhỏ này thì lại là màu xanh lá mạ, cực kỳ thể thao luôn. Kết hợp nó được kết hợp giữa là điện tử các bạn này, kết hợp giữa điện tử, đấy, số điện tử và kim số, nó gọi là hai hệ giờ. Viền benzen được mạ tĩnh điện màu đen, cực kỳ đẹp. Dây này, đấy, Bluetooth đây các bạn này. Đấy, sai mặt của mẫu này khoảng 44 các bạn ạ, sai mặt 44, cực kỳ khỏe khoắn, cực kỳ đẹp luôn, quá đẹp. Mẫu này cũng đều mới ra các bạn ạ, vừa mới ra thôi, chúng tôi nhập đặt mãi giờ hàng nó mới về. Mẫu này cũng được có hai em các bạn ạ, giá là giá đấy các bạn ơi, 5.626.000. Đấy, ECB 10DB 1ADG, cực kỳ đẹp luôn, về được hai em các bạn ạ. Đây, sang một mẫu tiếp theo của EF, vâng, của dòng Edifit. Nào, mẫu này thì mẫu này cũng có khá lâu rồi, nhưng mà lâu lâu thì hàng mới về được ạ. Đẹp không các bạn, quá đẹp luôn rồi. Dây da có giá là 4.540.000, mã là 539L, cực đẹp các bạn ạ. Đó, về được một em các bạn ạ. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ G-Shock các bạn nhé. Bây giờ tôi quay sang đến G-Shock cho các bạn xem. Đấy, đây là G-Shock các bạn này. Đây, mẫu G-Shock này rất là nhẹ luôn, bởi vì là chất liệu vỏ được làm bằng carbon này. Đây,
đấy, để xuống đây thì nhìn nó nét hơn nhiều, ánh sáng nó đủ hơn. Chất liệu vỏ bằng làm carbon các bạn ạ, nhựa carbon cho nên là rất là nhẹ, đeo rất là ok luôn. Rồi. Giá của em nó là, đây xem nào, giá của em nó là 4.072.000 mẫu này. Các bạn ông biết ông Park Hang Seo đeo mẫu nào không ạ? Đấy, chính xác là ông Park Hang Seo ông đeo con này luôn các bạn nhé. Đấy. Ông Park Hang Seo là ông đeo con này luôn này. Đấy. Chắc là qua cái giờ gót này chúng tôi mua đấy. 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 Park Hang Seo đeo con này luôn, quá đẹp luôn các bạn ạ. Nó rất là nhẹ. Nhìn chất. Giá là 4.417.000. Đấy. Mã là GA2000 các bạn ạ, 1A9DG. Các bạn đã đeo G-Shock thì các bạn biết rồi, mẫu này rất là tuyệt vời. Cũng đặt lâu lâu mới về được gian hàng. Đây, sang đến một mẫu tiếp theo, cũng là phiên bản GA2000. Đấy, mặt màu xanh dương. Đấy, đen pha xanh dương, dây xanh dương. Dây nhựa rất là đẹp luôn các bạn ạ. Này không chê được làm gì luôn, vừa nhẹ vừa đẹp, đeo cực kỳ sướng luôn. 4.417.000 các bạn, quá đẹp. Đấy. Đấy, mẫu này thì đang có 3 màu, mà hiện tại trên tủ của tôi còn có 4 màu ở trên tủ nữa, và có 4 màu khác nữa trên tủ. Riêng cái dòng GA2000 này có rất là nhiều phiên bản, nhiều màu sắc khác nhau. Đây, sang đến mẫu tiếp theo các bạn nhé. Đây là một mẫu tôi cũng đặt khá lâu rồi, hàng mới về được này. Đây, các bạn nhìn thấy yêu chưa? Đấy, quá đẹp luôn. GBX100. Vâng, đây là một mẫu GBX100 có giá là 5.182.000. Đấy, đây là một mẫu đồng hồ mà cũng ra cách đây khoảng nửa năm rồi các bạn nhé. Nhưng mà mãi hàng mới về được. Mặt vuông. Đấy, G-Shock. Mẫu mới của G-Shock. Rất chất lượng luôn. Mặt điện tử hết, hoàn toàn điện tử. Cực kỳ sang luôn nhé các bạn ạ. Con này đeo rất là đẹp. Quá đẹp luôn. Về có hai màu các bạn ạ, có hai màu đây. Phiên bản màu dây đen và phiên bản màu dây trắng. Trắng đen này. Đấy, pha hai màu dây trắng đen và phiên bản màu đen hoàn toàn. Viền benzen là thép không gỉ. Mẫu này thì cũng giá là 5.128.000. 82.000. Đó. Cực kỳ đẹp. Mẫu này tôi thấy rất là đẹp luôn. Đây, ngoài ra thì có một phiên bản của mẫu là GA5600. Đây, GA5600 các bạn này, 1DG. 5.182.000. Con này thì không chê vào đâu được các bạn ạ. Từ kiểu dáng, chất liệu, dây vỏ. Quá yêu luôn ạ. Còn nguyên giấy bóng tôi chưa bóc nhé. Quay sương sương cho các bạn ngắm đã. Các bạn có kết thì bảo tôi gửi hình ảnh thực trực tiếp cho nhé. Quá đẹp luôn. Hôm nay là về, lần này về là toàn mẫu mới đó các bạn này. Nhìn vỏ hộp này. Đấy. Còn vân đá rất là đẹp luôn. Đó. Đấy, sang với mẫu cuối cùng của G-Shock này. Đây các bạn ơi. Này. Mẫu này cũng là mẫu vừa mới ra mắt. Vâng. Đặt mãi mới có một con về cửa hàng đấy ạ. Đấy. Đây, ô này ô lịch các bạn nhé. Thứ này. Đấy. Rồi kim phút này. Cực kỳ sang luôn. Viền benzen bằng nhựa. Đấy, bằng nhựa này. Cực kỳ chất luôn các bạn ạ. Đấy. Giá con em này thì cũng hình như là có 3.726.000. Quá rẻ cho một em đồng hồ này. Mẫu này quá rẻ các bạn ạ. Có 3.700.000 thì rẻ rồi. Cực kỳ đẹp. Một lần này về thì được một em Baby G các bạn ạ, cho nữ hoặc là cho trẻ em. Đây, mẫu Baby G này cũng là mẫu mới các bạn nhé, được kết hợp chất điện tử và kim số. Mặt 7 sắc cầu vồng. Đấy, 4 góc là bộ 4 chấm này. Rất lạ mắt. Mẫu mới của Baby G. Mẫu mới Baby G đấy ạ. Rất đẹp luôn.
giá là 3.282.000, mã là BGA 280 7ADR, mẫu mới của BabyG, rất đẹp. Vâng, ngoài ra thì là về là gồm có túi đây các bạn này, túi đấy, hộp này đấy, hộp kẽm các bạn nhé, hộp giấy này, hộp giấy là có mã đi cùng luôn này, này. Mã đi cùng sản phẩm đấy. Hàng chính hãng là luôn như vậy các bạn nhé, có hộp này, túi này, giấy và hộp kẽm đều là trùng mã với nhau đấy. Hàng chính hãng là lúc nào cũng vậy. Và ngoài ra thì thẻ bảo hành, vâng, tất cả Casio bây giờ đều được bảo hành điện tử hết các bạn nhé, bảo hành điện tử hết. Đây, thẻ bảo hành điện tử đây các bạn này, tôi quay cho các bạn xem này, đấy, tem bảo hành chính hãng đấy. Đấy, bảo hành điện tử. Đây, khi các bạn là cào cái mã này ra và vào trang web, vào link trang web này. Đấy, các bạn nhập mã của sản phẩm vào phần bảo hành điện tử thì sẽ được kích hoạt điện tử luôn. Và đỡ phải cầm thẻ cầm thiết này, hoặc là bảo quản nó lằng nhằng. Bây giờ là anh Quê đã đổi mới hơn rồi. Thì ví dụ riêng dòng ES này thì được bảo hành là máy 1 năm pin 18 tháng. Còn G-Shock là được bảo hành 5 năm. G-Shock này, BabyG là được bảo hành 5 năm các bạn nhé. Đấy, rất tuyệt vời. Tôi hôm nay cũng chỉ quay sương giới thiệu qua với các bạn để cho các bạn xem là được em nào không. Vâng, nếu mà ưng em nào thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để sở hữu em đó nhé. Vâng, ngoài ra thì chúng tôi còn rất nhiều mẫu đồng hồ khác. Đây các bạn này, Ozen này, đấy, Sunrise này, đấy, Casio này, Casio LTP, MTP. Đấy, nó là dòng phổ thông. Và đây, đây là EF này. Đấy, còn những mẫu khác đây các bạn này. Đấy, hiện tại đang có ở cửa hàng. Đó, còn ra G-Shock đây, G-Shock còn những mẫu này đây. Đấy, còn rất nhiều. Đấy, còn rất nhiều mẫu. Đấy, thoải mái lựa chọn các bạn ạ. Đấy, máy lựa chọn luôn. Đây, ví dụ là cái mẫu mà GA2000 mà nãy tôi bảo còn 4 em đây. Hiện tại đang còn 4 em đây các bạn này. Đấy, 1, 2, 3. Thế thì các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi nhé, để sở hữu em nó. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Vâng, xin chào.